Các bạn đang xem trên kênh của mình. Hôm nay mình sẽ test bộ Z100mm trên con thuyền dài 2,6 m với lại bộ động cơ 5 HP Honda. Mình vừa mới chế được xong cái bộ lái cho chế bộ này cũng đơn giản. Này nếu mà mình làm được nó bo tròn thì nó đỡ cản nước hơn. Đầu này mình làm khá dẹp nên là mình nghĩ là nó cản nước khá nhiều. Động cơ 5 HP này anh em thường anh em chế chân vịt khá nhiều nên hôm nay mình chế với bộ Z100mm. Chưa tăng tốc à? Yeah, man.